để sẵn sàng đón nhà đầu tư đến với Đà Nẵng. Năm 2021, thành phố tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư mở rộng khu công nghệ cao. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh kéo dài và thời tiết bất lợi, tuy nhiên các đơn vị liên quan đã nỗ lực để dự án sớm về đích. Năm 2021, dự án khu công nghệ cao được Đà Nẵng bố trí gần 207 tỷ đồng để triển khai thi công. Đây là dự án trọng điểm, động lực của thành phố, nên ngay từ đầu năm, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan vừa khắc phục khó khăn do dịch bệnh, vừa nhanh chóng bắt tay thi công với tinh thần khẩn trương. Bên em thi công dự án kênh thủy lợi từ hồ Hòa Trung về qua khu công nghệ cao. Về tình hình dịch bệnh thì tranh thủ hết dịch bệnh thì tụi em đã tập trung rất nhiều nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung hoàn thành công trình cho đúng việc tiến độ theo công kết của chủ đầu tư và đảm bảo chất lượng của công trình. Đến nay, khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Riêng hạng mục sàn nền đạt 95% khối lượng. Tuyến đường bao hồ Hòa Trung đã thi công cơ bản hoàn thành. Trong năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về dịch bệnh và thời tiết bất lợi, tuy nhiên tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 3 vẫn đảm bảo yêu cầu đề ra. Thì ngay từ đầu năm thì ban quản lý đã triển khai các cái biện pháp để tổ chức thi công công trình. Đặc biệt là thi công công trình trong cái điều kiện là dịch bệnh. Tất cả những cái công nhân ở công trường đều tổ chức làm việc tại chỗ, ba tại chỗ. Và các cái biện pháp phòng dịch là phải tuân thủ nghiêm ngặt. Và đặc biệt là các cái vật tư công trường là phải liên tục để mà phục vụ cho vấn đề thi công. Đối với vấn đề giải ngân thì đến thời điểm hiện nay là công trình cơ bản đã xong. Thì ban quản lý đang hoàn thiện để mà bàn giao đưa vào sử dụng. Với vai trò là khu vực trọng điểm thúc đẩy sản xuất công nghiệp công nghệ cao, hình thành dịch vụ đi kèm, tổng diện tích được quy hoạch cho khu công nghệ cao là hơn 360 hectare. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy ở đây đã đạt gần 47%. Riêng đất phân khu sản xuất đã lấp đầy hơn 74%. Với tiến độ thi công hạ tầng được đẩy mạnh, khu công nghệ cao sẵn sàng đón thêm nhiều nhà đầu tư vào đây, qua đó thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng hồi phục và phát triển sau đại dịch COVID-19.